Chương trình truyền hình Sống Mạnh do công ty Sống Mạnh thực hiện. Công ty Sống Mạnh là một công ty bất vụ lợi được thành lập từ năm 2001. Chủ trương của tổ chức Sống Mạnh là đem lại cho người Việt những kiến thức thực tế và chính xác về y tế, sức khỏe, đời sống và gia đình, hầu nâng cao được ý thức bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Đây là chương trình Sống Mạnh được phát hình hàng tuần vào lúc 7 giờ 30 phút tối thứ sáu hàng tuần và sẽ được phát lại vào lúc 4 giờ chiều hôm sau trên đài truyền hình Net Việt và sẽ được lên YouTube channel sau đó qua băng tần của Net Việt YouTube để quý khán giả tiện theo dõi. Chương trình Sống Mạnh TV hàng tuần sẽ có những tiết mục định kỳ sau đây: tin tức y khoa Sống Mạnh, Sống Sao Cho Mạnh với bác sĩ Trịnh Ngọc Huy và những tiết mục văn nghệ có tên Sống Mạnh với âm nhạc. Hôm nay, chương trình Sống Mạnh TV xin được bắt đầu với tiết mục Sống Mạnh với âm nhạc với những nghệ sĩ có tiếng hát và những bài hát gần gũi với tâm tình của quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe.
Viễn Du và Diệu Linh. Thế hệ ông bà cha mẹ trước đây đã làm và thực hành nhiều công việc ý nghĩa và rất mong thế hệ sau tiếp nối những công việc hữu ích đó cho mọi người, nhất là cho cộng đồng người Việt chung của hai thế hệ tiếp nối. Tổ chức y tế One Primary Healthcare là một thể hiện sự tiếp nối của hai thế hệ, đều mang truyền thống bác sĩ Việt Nam chăm sóc cho bệnh nhân người Việt qua sự hiểu biết và cảm nhận chung một ngôn ngữ, văn hóa và tập quán. Các bác sĩ Việt Nam ở thế hệ đi trước tận tụy chăm sóc cho bệnh nhân ra sao? Các bác sĩ Việt Nam tuổi trẻ hôm nay sẽ theo gương đó mà tiếp tục tôn chỉ đó tại One Health Primary Care. Tổ chức y tế One Health phối hợp các kiến thức, sự cảm nhận về văn hóa đặc thù và những tập quán lâu năm chữa bệnh cho bệnh nhân người Việt để đạt được mục đích tối hậu giúp bệnh nhân sống mạnh, sống khỏe. Tổ chức One Health gồm có 6 bác sĩ gia đình và nội khoa với phòng khám trang thiết bị hiện đại và các hoạt động gần 2 năm vừa qua. One Health sẽ đón nhận và chăm sóc cho bệnh nhân cả già lẫn trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 408-254-9192. Dịch vụ y tế ở đây rất tốt, có rất nhiều bác sĩ người Việt Nam. Họ chu đáo, chăm sóc tận tình và giải thích về sức khỏe của chúng tôi một cách rành mạch, dễ hiểu. One Health Primary Care, chúng tôi chọn nơi đây là bác sĩ gia đình. Và giữ mãi tận đáy con.
làm chi em ơi, xót xa xin gửi đến trời, chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm hơi. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thở dài. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Trời ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm hơi. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thở dài. Dù thời gian phôi phai, xin gói vào một tiếng thở. Thế hệ ông bà cha mẹ trước đây đã làm và thực hành nhiều công việc ý nghĩa và rất mong thế hệ sau tiếp nối những công việc hữu ích đó cho mọi người, nhất là cho cộng đồng người Việt chung của hai thế hệ tiếp nối. Tổ chức y tế One Primary Healthcare là một thể hiện sự tiếp nối của hai thế hệ, đều mang truyền thống bác sĩ Việt Nam chăm sóc cho bệnh nhân người Việt qua sự hiểu biết và cảm nhận chung một ngôn ngữ, văn hóa và tập quán. Các bác sĩ Việt Nam ở thế hệ đi trước tận tụy chăm sóc cho bệnh nhân ra sao, các bác sĩ Việt Nam tuổi trẻ hôm nay sẽ theo gương đó mà tiếp tục tôn chỉ đó tại One Health Primary Care. Tổ chức y tế One Health phối hợp các kiến thức, sự cảm nhận về văn hóa đặc thù và những tập quán lâu năm chữa bệnh cho bệnh nhân người Việt để đạt được mục đích tối hậu giúp bệnh nhân sống mạnh, sống khỏe. Tổ chức One Health gồm có 6 bác sĩ gia đình và nội khoa với phòng khám trang thiết bị hiện đại và các hoạt động gần 2 năm vừa qua. One Health sẽ đón nhận và chăm sóc cho bệnh nhân cả già lẫn trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 408-254-9192. Dịch vụ y tế ở đây rất tốt, có rất nhiều bác sĩ người Việt Nam. Họ chu đáo, chăm sóc tận tình và giải thích về sức khỏe của chúng tôi một cách rành mạch, dễ hiểu. One Health Primary Care, chúng tôi chọn nơi đây là bác sĩ gia đình. Tiết mục tiếp theo của Sống Mạnh sẽ là một trong những tiết mục chính quý vị khó có thể bỏ qua với bác sĩ Trịnh Ngọc Huy. Kính chào quý vị với chương trình Sống Sao Cho Mạnh với bác sĩ Trịnh Ngọc Huy và Phạm Phú Nam. Xin chào anh Nam. Xin được chào quý tất cả quý khán thính giả của đài Net Việt và xin được chào bác sĩ Trịnh Ngọc Huy. Dạ vâng. Hôm nay chúng tôi sẽ nói chuyện về một bệnh mà chỉ có giới đàn ông chúng ta bị mà thôi. Anh Nam có biết rằng tôi cũng nghĩ rằng người đàn ông, nhất là người Việt Nam chúng ta rất là anh hùng hào hán. Chúng ta không sợ chết, chỉ sợ bị bệnh. Và vì vậy chúng ta nên biết bệnh của chúng ta có thể là những bệnh gì và để tránh bị bệnh, và có thể nếu mà bị bệnh thì làm sao chữa trị cho kịp thời. Thì đó là đề tài thưa đó hôm nay chúng ta nói chuyện về bệnh ung thư niệu tuyến, tức là prostate cancer. Thưa anh, tôi thấy cái bệnh này quen thuộc lắm. Tôi nghe hình như là nhiều bạn hữu đã bị, và có người bị tới 20 năm rồi mà vẫn còn ok đó. Thì không biết là cái hình ảnh của cái căn bệnh ung thư tiền liệt tuyến này nó ra làm sao anh? Dạ vâng, thưa, trước hết chúng ta sẽ nói về cái con số của người của bệnh ung thư liệt tuyến. Bên Hoa Kỳ, ba cái bệnh ung thư đứng hàng đầu cho người đàn ông, thứ nhất là ung thư phổi, thứ nhì là ung thư niệu tuyến và thứ ba là ung thư ruột già. Riêng năm 2022 khoảng 268.000 người bị ung thư niệu tuyến. Và tại Hoa Kỳ và khoảng trên 34.000 người bị tử vong vì bệnh ung thư niệu tuyến. Đây là cái hình về cơ thể học của bộ phận sinh dục của người đàn ông. Đây là dương vật và đây là hòn bi hay ngọc hoàng.
và đằng sau này là cái hậu môn ruột già. Và cái bọng đái nó nằm ở phía trước của cái hậu môn, và phía dưới bọng đái là cái niệu tuyến, tức là prostate. Và cái ống dẫn tiện nó sẽ đi từ bọng đái, nó đi qua niệu tuyến và nó xuống qua đường chân vật. Và cũng tương tự như vậy, đây là ống dẫn tinh, nó cũng sẽ đi qua cái ống prostate vào trong dương vật. Thì khi cái prostate còn nhỏ, còn tốt, chưa bị sưng lên thì nước tiểu, đây là bọng đái, và nước tiểu sẽ đi qua ống dẫn tiểu và đi ra ngoài. Tuy nhiên nếu cái niệu tuyến to lên vì bị sưng lên, vì lớn tuổi hay bị ung thư, thì cái ống, thì niệu tuyến nó sẽ làm cho cái ống dẫn tiểu bị nhỏ hẹp trở lại, và nước tiểu sẽ đọng lại ở trong bàng quang, và bệnh nhân đi tiểu rất là khó khăn. Và đây là cái hình cho thấy cái niệu tuyến bình thường, và đây là niệu tuyến bị ung thư. Và niệu tuyến có thể bị ung thư to ăn qua cái thành niệu tuyến và có thể ăn vào trong bọng đái. Và đó là lý do một trong những triệu chứng của người bị ung thư niệu tuyến, hay niệu tuyến bị to, hay niệu tuyến bị sưng, là vấn đề đi tiểu rất là khó khăn. Người bệnh sẽ bị đi tiểu bị đứt khoảng, hoặc là sẽ phải ráng tăng áp suất của cái bàng quang để đi tiểu. Đôi khi họ phải lấy tay đẩy lên trên cái bụng dưới, tức là trên cái bàng quang, để tạo ra cái áp suất để đưa nước tiểu ra ngoài, và nước tiểu sẽ bị đi đáy giắc. À, người bị sưng nước tiểu có thể hay thông thường bị đi tiểu ban đêm, và khi bị bọng đái bị nghẽn lại ra nước tiểu, và rất nhiều nước tiểu trong bọng đái được khi bệnh nhân mới có thể đủ áp suất để nước tiểu ra ngoài, và nước tiểu đi tiểu cái nước tiểu có thể bị rất là yếu. Muốn biết bệnh nhân cái niệu tuyến có bị to hay không, có bị ung thư hay không, thì một trong những phương cách khám niệu tuyến là khám hậu môn. Trong trường hợp này, bác sĩ sẽ cho tay vào trong hậu môn, và qua họ sẽ qua được cái thành hậu môn, họ sẽ khám được cái niệu tuyến. Tuy nhiên nếu mà khám được niệu tuyến, họ chỉ khám được cái mặt sau của cái prostate của niệu tuyến mà thôi, còn cái mặt trước của niệu tuyến thì người bác sĩ sẽ không có khám được. Một khi mà nghi ngờ bệnh nhân có thể bị ung thư niệu tuyến, hay niệu tuyến có một vấn đề gì khác mà chụp hình không thấy, khám không thấy rõ được, thì người bác sĩ chuyên khoa về niệu tuyến hay là một bác sĩ quang tuyến có thể làm phương cách là siêu âm niệu tuyến bằng cách cho một cái ống siêu âm ultrasound probe vào đường hậu môn, và cái probe này sẽ được đặt cạnh và gần trong cái niệu tuyến, và cái ultrasound, cái siêu âm sẽ cho biết được cái niệu tuyến có những cái bú gì hay không, hay là có bị sưng gì hay không. Và nếu cần thiết thì bác sĩ có thể cho một cái kim nhỏ qua cái siêu âm và để có thể làm sinh thiết. Những lý do mà có thể tạo ra làm tăng cái rủi ro bị ung thư niệu tuyến. Thứ nhất là tuổi tác. Ung thư niệu tuyến là một bệnh của tuổi già. Những người càng lớn tuổi thì càng dễ bị ung thư niệu tuyến. Tiểu sử gia đình cũng có thể tăng lên cái nguy cơ bị ung thư niệu tuyến. Sóc dân, những người dân da đen hãy bị ung thư niệu tuyến cao hơn những người da trắng, hay người Á Châu. Mập cũng có thể làm cho bị ung thư niệu tuyến, và bệnh tiểu đường cũng có thể làm cho bị ung thư niệu tuyến. Mình ăn thịt đỏ nhiều cũng có thể làm tăng cái nguy cơ bị ung thư niệu tuyến. Tuy nhiên tuổi tác là một vấn đề quan trọng cho cái việc gây ra bệnh ung thư niệu tuyến. Bệnh ung thư niệu tuyến có thể chia ra làm 4 thời kỳ. Trong thời kỳ giai đoạn 1 là ung thư mới bắt đầu chớm nở, còn nhỏ ở một bên của cái niệu tuyến mà thôi. Giai đoạn 2 là ung thư bắt đầu nó to ra và có thể đụng đến cái thành bọc của cái niệu tuyến, hoặc là có thể lan qua trong một cái lan qua cái bướu bên cạnh của niệu tuyến. Trong giai đoạn 3 là ung thư ăn qua cái thành của niệu tuyến và có thể lan ra những bộ phận chung quanh, lan vô trong bọng đái. Và giai đoạn 4 là ung thư niệu tuyến lan ra các những bộ phận chung quanh và lan ra những bộ phận khác, nhất là qua xương.
Đây là một cái bản đồ để chỉ cách chỉ dẫn chữa bệnh ung thư niệu tuyến. Nếu ung thư niệu tuyến nhỏ mới ở trong giai đoạn 1 thì thường thường phương cách chữa trị là bằng xạ trị, và có nhiều phương cách xạ trị khác nhau. Nếu mà ung thư tiểu tuyến qua giai đoạn 2 thì mà bệnh nhân vẫn còn khỏe thì bác sĩ thường thường sẽ mổ lấy cái niệu tuyến đi, radical prostatectomy. Tuy nhiên nếu mà ung thư đã qua giai đoạn 3 hoặc qua giai đoạn 4 hoặc là những bệnh nhân rất là lớn tuổi hay là bị những cái bệnh khác ngặt nghèo mà mổ không được tốt thì trong trường hợp này họ sẽ không mổ, không xạ trị mà có thể chỉ quan sát hoặc là cho những hay là chỉ bằng thuốc kích thích tố để giúp cho cái ung thư nó mọc chậm lại, bớt lan đi. Đây là cái bản tóm tắt những cái phương cách để chữa trị bệnh ung thư niệu tuyến. Nếu một bệnh nhân lớn tuổi hay bị nhiều bệnh, có thể ví dụ như một bệnh nhân khoảng 75-80 tuổi mà có thể bị những bệnh khác mà chết trong vòng vài năm, thì đa số bác sĩ chỉ cần theo dõi mà không cần phải mổ xẻ hay không cần phải trị xạ trị. Nếu mà những bệnh nhân ở giai đoạn 1 thì có thể bằng phương cách xạ trị hoặc là mổ đi. Đây là một trong hình cho thấy phương cách xạ trị như, làm sinh thiết và xạ trị như thế nào. Bác sĩ sẽ cho một cái ống probe vào trong cái hậu môn để họ có thấy được qua cái thành ruột già cái vị trí của cái niệu tuyến nó nằm ở đâu và ung thư nằm ở đâu. Bác sĩ sẽ cho một cái kim vào trong cái chỗ niệu tuyến dưới sự giám sát bằng cái siêu âm, và họ có thể đặt một cái probe có chất phóng xạ ở trong đó vào ngay cái chỗ ung thư, và cái phóng xạ này, cái chất xạ trị này loang tỏa ra để giết chết cái những cái mầm ung thư niệu tuyến. Và đây là hình chụp cho thấy phương cách xạ trị bằng chiếu từ bên ngoài, cái xạ trị ở bên ngoài chiếu thẳng vào trong cái ung thư niệu tuyến của người bệnh. Tôi nghe những triệu chứng mà anh vừa diễn tả đó, nó có thể trùng hợp với những cái bệnh khác. Thì không biết làm thế nào để mình biết được rằng cái này là những cái triệu chứng của ung thư niệu tuyến hay là một cái bệnh khác anh? Đúng vậy, thành ra khi mà chúng ta có những triệu chứng như đi tiểu không được hay đi đái giắc, có thể nhiều lý do, bọc đái có thể nó bị sưng, hoặc là cái niệu tuyến chúng ta nó bị sưng, hoặc là niệu tuyến nó bị nhiễm trùng, và dĩ nhiên là chúng ta có thể bị ung thư niệu tuyến. Thường thường ung thư niệu tuyến đa số là từ tuổi 50 trở lên. Tại nếu mà một người trẻ có những cái triệu chứng đi đái giắc, đi không được, đi rác buốt, thì bác sĩ thường thường đa số những bệnh nhân họ có thể bị nhiễm trùng đường tiểu hay là họ bị sạc ở trong cái bọc đái của mình. Tuy nhiên người lớn tuổi trên 50 mà họ có những cái triệu chứng đó thì bác sĩ sẽ phải nghĩ đến cái vấn đề bệnh nhân có thể bị ung thư niệu tuyến hay bị sưng niệu tuyến. Và trong trường hợp đó thì bác sĩ sẽ khám cái niệu tuyến của họ bằng làm cái khám hormone rectal exam mà tôi mới cho hình đó. Và thứ hai họ sẽ thử cái máu ung thư niệu tuyến, nó gọi là PSA, là prostate specific antigen. Và khi cái đây là một cái chất đạm nó tiết vào trong máu khi cái niệu tuyến của chúng người bệnh nhân bị sưng lên hay là bị ung thư niệu tuyến. Và bác sĩ có thể thử nước tiểu để coi bệnh nhân có bị nhiễm trùng hay không. Và bác sĩ có thể nếu mà cái máu PSA nó lên thì bác sĩ sẽ làm siêu âm. Nếu mà họ khám không thấy thì họ có thể siêu âm cái hậu môn và để họ coi cái niệu tuyến có bị to ra hay không, có bú hay không. Đó là một những cái phương pháp họ có thể làm sinh thiết được. Họ có thể cho một cái kim qua cái ống chỗ này để mà làm sinh thiết những cái tế bào bất bình thường để mà nhận được bệnh có bị bệnh ung thư niệu tuyến hay không. Vậy thưa anh, nếu mà bây giờ vì một lý do nào đó một người mà đã bị ung thư thì khoảng bao lâu thì họ khám phá ra? Thường thường nó khám phá ra thường thường họ sẽ thử khám cái hormone, khám cái prostate, tức là niệu tuyến, và họ thử nước thử máu PSA. Nếu mà cái máu PSA nó là cái máu prostate nó lên thì là bác sĩ có thể mà họ có thể sẽ chụp hình bằng cách siêu âm nội soi ở trong cái hormone của người bệnh. Như vậy trong cái thời gian nó khoảng chừng bao lâu anh?
Nó sẽ tùy, cũng rất là lệ anh nam họ có thể thử máu và họ khám bệnh và làm sinh thiết trong vòng, nó tùy cái lúc mà gặp bác sĩ có thể trong vòng một tháng họ có thể định bệnh được hay không. Những người mà bị bệnh ung thư nội tuyến họ có bị hành giống như những người bị ung thư loại khác không anh? Đa số cái những người bị bệnh ung thư nội tuyến, nếu mà ung thư nó còn nhỏ thì họ không có triệu chứng gì nặng lắm. Đa số chỉ là vấn đề đi tiểu giác, đi khó chịu, đi tiểu nó hơi khó khăn. Còn nếu mà nó lan lên xương, lên thì là đôi những bệnh nhân họ rất là đau đớn tại vì họ đau xương. Và trong những trường hợp đó thì bệnh nhân sẽ cần phải uống thuốc giảm đau và uống những cái thuốc kích thích tố để làm cho những cái ung thư nó mọc chồng trở lại. Như vậy thì có cái cách gì mà có thể ngăn ngừa được cái bệnh này không? Tại vì đây là một cái bệnh của tuổi già, trước khi chúng ta lớn tuổi thì những cái tế bào nội tuyến có thể biến chứng thành ung thư. Chúng ta không có ngăn chặn được cái bệnh này. Chúng ta có thể làm giảm cái nguy cơ bị bệnh ung thư nội tuyến như chúng ta không ăn thịt đỏ nhiều, chúng ta đừng để bị mập. Tuy nhiên có những cái yếu tố như là tuổi già, yếu tố về di truyền, yếu tố về sắc dân chúng ta không thay đổi được để mà tránh được cái để mà hoàn toàn không bị cái bệnh ung thư nội tuyến này. Như vậy thưa anh, đối với một cái bệnh mà ung thư nội tuyến, nếu mà từ tính từ cái thời gian mà mới khám phá ra cho đến thời gian nó gọi là cuối cùng á thì nó được bao năm? Nó sẽ tùy vào tình trạng bệnh. Như tôi nói, cái tình trạng bệnh nó có thể kéo dài 10 năm tới 15 năm. Nó tùy theo cái ung thư nội tuyến, cái loại ung thư nó mọc chậm hay mọc lè, nó dữ hay nó hiền. Loại thứ hai, nếu mà một người bị ung thư nội tuyến mà họ chữa bệnh kịp thời mới khám phá ra mà chữa bằng radiation hoặc đôi khi mổ thì có thể khoảng 70-80% cái ung thư đã được diệt trừ hẳn đi và họ không có bị ung thư trở lại. Vâng. Thưa anh, thì bây giờ nếu trong trường hợp mình đã khám phá ra mình đã bị ung thư rồi thì cái cách nào hữu hiệu nhất để duy trì và kéo dài được cái đời sống của mình? Tôi nghĩ trong những trường hợp đó nó sẽ bệnh nhân sẽ nên tham khảo với bác sĩ về nội tuyến để mà biết thêm về cái tình trạng, và cái người bác sĩ nó sẽ có những cái khuyến cáo để giúp cho người bệnh kéo dài bệnh, hoặc là có thể mổ để làm cho bệnh nó mọc chậm lại, hay là chạy radiation cho bệnh nó chậm lại. Cho nên nó sẽ có tùy vào trường hợp của mỗi một bệnh nhân. Vâng, kính thưa quý thính giả khắp nơi, quý vị vừa đang nghe cái câu chuyện thường lệ giữa chúng tôi với bác sĩ Trịnh Ngọc Huy để tìm hiểu về bệnh tật thông thường. Chúng tôi khuyến khích quý vị, nếu quý vị có những điều thắc mắc, muốn đặt những câu hỏi, quý vị có thể liên lạc với chương trình Sống Mạnh. Nếu mà nhận được những câu hỏi thì bác sĩ Huy sẽ tìm cách trả lời cho quý vị. Để tìm cách liên lạc với Sống Mạnh thì quý vị hãy chịu khó coi đến đoạn chót, thì ở trên cái mặt truyền hình sẽ có những information, những cái tin tức để quý vị có thể liên lạc với Sống Mạnh. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi. Như vậy có được không anh Huy? Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sống Mạnh với bác sĩ Trịnh Ngọc Huy và Phạm Phú Nam. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lần tới. Thế hệ ông bà cha mẹ trước đây đã làm và thực hành nhiều công việc ý nghĩa và rất mong thế hệ sau tiếp nối những công việc hữu ích đó cho mọi người, nhất là cho cộng đồng người Việt chung của hai thế hệ tiếp nối. Tổ chức y tế One Primary Healthcare là một thể hiện sự tiếp nối của hai thế hệ, đều mang truyền thống bác sĩ Việt Nam chăm sóc cho bệnh nhân người Việt. Qua sự hiểu biết và cảm nhận chung một ngôn ngữ, văn hóa và tập quán, các bác sĩ Việt Nam ở thế hệ đi trước tận tụy chăm sóc cho bệnh nhân ra sao, các bác sĩ Việt Nam tuổi trẻ hôm nay sẽ theo gương đó mà tiếp tục tôn chỉ đó tại One Health Primary Care. Tổ chức y tế One Health phối hợp các kiến thức, sự cảm nhận về văn hóa đặc thù và những tập quán lâu năm chữa bệnh cho bệnh nhân người Việt để đạt được mục đích tối hậu giúp bệnh nhân sống mạnh, sống khỏe. Tổ chức One Health gồm có 6 bác sĩ gia đình và nội khoa với phòng khám trang thiết bị hiện đại và các hoạt động gần 2 năm vừa qua. One Health sẽ đón nhận và chăm sóc cho bệnh nhân cả già lẫn trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 408-254-9192. Dịch vụ y tế ở đây rất tốt, có rất nhiều bác sĩ người Việt Nam. Họ chu đáo, chăm sóc tận tình và giải thích về sức khỏe của chúng tôi một cách rành mạch, dễ hiểu. One Health Primary Care, chúng tôi chọn nơi đây là bác sĩ gia đình. Và bây giờ, mời quý vị trở lại với chương trình ca nhạc Sống Mạnh. Thank you.
lại em yêu khung trời đại học, con đường Duy Tân cây dài bóng mát, buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát, vết chân trên đường vẫn chưa phải nhà. Trả lại em yêu khung trời mùa hạ, ngọn đèn hiu hiu nỗi buồn cứ xa, vài giọt mưa xa hôn mềm trên má, tóc em thơm nồng dáng em hiền hòa. Anh sẽ ra đi về miền cát trắng, nơi có quê hương mịt mù thuốc súng. Anh sẽ ra đi về miền mênh mông, cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng. Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó, đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ, đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ. Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày lại em yêu con đường học trò, nhưng ngày thủ đô từng bừng phố xa, chủ nhật uyên ương hẹn hò đây đó, uống ly chanh đường uống môi em ngon. Trả lại em yêu môi tình vời vợi, ngôi trường thân yêu bạn bè cũ mới, đường buồn anh đi bao giờ cho tới, nỗi đau cao vời nỗi đau còn dài. Anh sẽ ra đi về miền cát trắng, nơi có quê hương mịt mù thuốc súng. Anh sẽ ra đi về miền mênh mông, cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng. Anh sẽ ra đi nặng hành trang đó, đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ, đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ. Anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về. Trả lại em yêu con đường học trò, nhưng ngày thủ đô từng bừng phố xa, chủ nhật uyên ương hẹn hò đây đó, uống ly chanh đường uống môi em ngọt. Trả lại em yêu môi tình vời vợi, ngôi trường thân yêu bạn bè cũ mới, đường buồn anh đi bao giờ cho tới, nỗi đau cao vời nỗi đau còn dài. Trả lại em yêu, trả lại em yêu, mây trời xanh ngát,
Thế hệ ông bà cha mẹ trước đây đã làm và thực hành nhiều công việc ý nghĩa và rất mong thế hệ sau tiếp nối những công việc hữu ích đó cho mọi người, nhất là cho cộng đồng người Việt chung của hai thế hệ tiếp nối. Tổ chức y tế One Primary Healthcare là một thể hiện sự tiếp nối của hai thế hệ, đều mang truyền thống bác sĩ Việt Nam chăm sóc cho bệnh nhân người Việt. Qua sự hiểu biết và cảm nhận chung một ngôn ngữ, văn hóa và tập quán, các bác sĩ Việt Nam ở thế hệ đi trước tận tụy chăm sóc cho bệnh nhân ra sao, các bác sĩ Việt Nam tuổi trẻ hôm nay sẽ theo gương đó mà tiếp tục tôn chỉ đó tại One Health Primary Care. Tổ chức y tế One Health phối hợp các kiến thức, sự cảm nhận về văn hóa đặc thù và những tập quán lâu năm chữa bệnh cho bệnh nhân người Việt để đạt được mục đích tối hậu giúp bệnh nhân sống mạnh, sống khỏe. Tổ chức One Health gồm có 6 bác sĩ gia đình và nội khoa với phòng khám trang thiết bị hiện đại và các hoạt động gần 2 năm vừa qua. One Health sẽ đón nhận và chăm sóc cho bệnh nhân cả già lẫn trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 408-254-9192. Dịch vụ y tế ở đây rất tốt, có rất nhiều bác sĩ người Việt Nam. Họ chu đáo, chăm sóc tận tình và giải thích về sức khỏe của chúng tôi một cách rành mạch, dễ hiểu. One Health Primary Care, chúng tôi chọn nơi đây là bác sĩ gia đình. Vẫn thương muôn đời nàng quỳnh như
giấc ai mơ, dù đã quên lời hẹn hò. Thời hoàng tiêm xa qua chim trong phôi pha, cho đến bao giờ tái sinh cho người. Nay đời tan biến trong hư vô, chết đời từng màu oan thù. Máu xương tơi bời nhiều mùa thu. Người ơi, chiều nào có nắng vàng hoa sưởi ấm nơi nơi. Người ơi, chiều nào có thu về cho tôi nhạc lá thu rơi. Có ghi lên đôi môi sầu có nhòa cuộc đời. Người vẫn thương yêu loài người và yên vui sống cuộc sống vui. Đời êm như tiếng hát của lứa đôi. Đời êm như tiếng hát ông bà cha mẹ trước đây đã làm và thực hành nhiều công việc ý nghĩa và rất mong thế hệ sau tiếp nối những công việc hữu ích đó cho mọi người, nhất là cho cộng đồng người Việt chung của hai thế hệ tiếp nối. Tổ chức y tế One Primary Healthcare là một thể hiện sự tiếp nối của hai thế hệ, đều mang truyền thống bác sĩ Việt Nam chăm sóc cho bệnh nhân người Việt qua sự hiểu biết và cảm nhận chung một ngôn ngữ, văn hóa và tập quán. Các bác sĩ Việt Nam ở thế hệ đi trước tận tụy chăm sóc cho bệnh nhân ra sao? Các bác sĩ Việt Nam tuổi trẻ hôm nay sẽ theo gương đó mà tiếp tục tôn chỉ đó tại One Health Primary Care. Tổ chức y tế One Health phối hợp các kiến thức, sự cảm nhận về văn hóa đặc thù và những tập quán lâu năm chữa bệnh cho bệnh nhân người Việt để đạt được mục đích tối hậu giúp bệnh nhân sống mạnh, sống khỏe. Tổ chức One Health gồm có 6 bác sĩ gia đình và nội khoa với phòng khám trang thiết bị hiện đại và các hoạt động gần 2 năm vừa qua. One Health sẽ đón nhận và chăm sóc cho bệnh nhân cả già lẫn trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc 408-254-9192. Dịch vụ y tế ở đây rất tốt, có rất nhiều bác sĩ người Việt Nam. Họ chu đáo, chăm sóc tận tình và giải thích về sức khỏe của chúng tôi một cách rành mạch, dễ hiểu. One Health Primary Care, chúng tôi chọn nơi đây là bác sĩ gia đình. Chương trình truyền hình Sống Mạnh do công ty Sống Mạnh thực hiện. Công ty Sống Mạnh là một công ty bất phụ lợi, được thành lập từ năm 2001. Chủ trương của tổ chức Sống Mạnh là đem lại cho người Việt những kiến thức thực tế và chính xác về y tế, sức khỏe, đời sống và gia đình, hầu nâng cao được ý thức bảo vệ sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.